Lôi con là dây bảo khi xuất hiện, bánh vỡ cắt hết qua một bên, dành cái lành cho chú Linh. Được cưng như trứng quả thật cũng có lý do. Cho cái nửa này tạm biệt nào, không được tự lấy nha các bạn. Không phải dẫn đấy, cái bể nó không dám cho đâu, phải cho cái nguyên để đấy, đấy. Các bạn thấy chưa? Đấy, hai tay đấy, đón đưa đàng hoàng đấy. Cái tên Lôi con đã không còn xa lạ với người dùng mạng xã hội Việt Nam. Khi theo dõi Quang Linh Vlog, cậu bé thu hút người xem bởi sự ngộ nghĩnh đáng yêu cùng những khoảnh khắc xuất hiện bên hoa hậu Thùy Tiên, nhất là biểu cảm phủ phàng từ chối nụ hôn của nàng hậu. Dân tình từng được một fan xuýt xoa trước hành động đáng yêu của Lôi con khi xuất hiện cùng Quang Linh Vlog. Cụ thể khi biết Quang Linh sẽ đi về tạm thời phải xa chú, Lôi con đã bật khóc nức nở. Chỉ khi Quang Linh dỗ dành chú cho tiền mua bánh nhé, hay là con muốn ôm chú thì cậu bé mới nín khóc. Khi cầm gói bánh trên tay, Lôi con cũng không quên chia cho Quang Linh ăn, cùng khiến nhiều người thích thú bởi sự ấm áp của cậu bé châu Phi. Mặc dù vẫn đang nước mắt ngắn nước mắt dài, nhưng khi Quang Linh hỏi xin thêm một chiếc bánh, cậu bé tỉ mỉ ngồi chọn từng chiếc một, chiếc nào vỡ rồi đều được Lôi con bỏ riêng. Sau khi thấy chiếc bánh lành lặn, cậu bé mới đưa cho Quang Linh. Trong clip, nam YouTuber cũng cho biết thêm, không được tự lấy nha các bạn, không là giận đó, cái bể là không có cho đâu, phải cho cái nguyên cơ. Đấy các bạn thấy chưa, đưa hai tay đàng hoàng, cái bể là không đưa đâu, phải đưa cái nguyên cơ. Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, khoảnh khắc này nhanh chóng gây bão bởi sự đáng yêu của Shep ở châu Phi. Nhiều người để lại bình luận khen ngợi cậu bé cũng như hy vọng Lôi con sẽ luôn giữ được tình cảm ấm áp như vậy khi trưởng thành. Một số bình luận của độc giả sau khi xem khoảnh khắc này: Lôi con rất thông minh, chú Quang Linh quý mến, sắp đi học lớp mầm rồi, mong cậu bé học giỏi tiếp thu tốt. Ở đây có một sự tôn trọng tuyệt đối và sự lễ phép với cách giáo dục đúng hướng. Thương em, sau này em lớn lên em sẽ tự hào vì em được biết ba Quang Linh, được ba thương như vậy. Lôi con tên thật là Matty Lloyd, thường xuất hiện trong các video của Quang Linh Vlog về cuộc sống ở châu Phi. Cậu bé nổi lên như một hiện tượng mạng, được yêu thích sau màn từ chối hoa hậu Thùy Tiên. Sau đó hình ảnh của cậu nhóc càng trở nên viral hơn khi Quang Linh Vlog công khai biểu cảm tiếc nuối của cậu khi biết người mà mình từ chối chính là hoa hậu hòa bình quốc tế. Những biểu cảm từ ngạc nhiên ngỡ ngàng đến tiếc nuối, hai tay ôm miệng khiến ai nấy đều phải bật cười. Cộng thêm sự nhắc nhở hài hước của Quang Linh, ngậm cái miệng lại, bao nhiêu người đang xem livestream hôm trước tiền thơm má còn lao đi, càng khiến Lôi con thu hút sự chú ý. Tuy nhiên trong một đoạn video sau đó được đăng tải, người hâm mộ đã tỏ ra rất thích thú trước sự tương tác đáng yêu của hai chú cháu Quang Linh và Lôi con. Cụ thể Quang Linh đã ngồi ôm và trêu Matty Lloyd rằng sướng nhá, được hoa hậu thơm nhá, khiến cậu bé cười khoái chí. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như sau đó Quang Linh không hỏi Lôi con rằng Thùy Tiên đã thơm má nào, rồi bất ngờ hôn chuột một cái lên má cậu bé. Chàng YouTuber quê Nghệ An còn hài hước thốt lên, xin vía nhá, không biết vía Quang Linh đang nói là được hoa hậu thơm hay được Thùy Tiên thơm, nhưng chỉ với chút thính này, người hâm mộ đã được dịp đẩy thuyền ra khơi xa hơn. Ngoài ra Lôi con còn được mệnh danh là á hậu mua giải bằng nước mắt khi khóc nhè do không được vào top 5 chung cuộc. Ngay sau đó Thùy Tiên đã phải chạy lại ôm an ủi Lôi và đặt cách cậu bé vào luôn top 3. Trước đó cậu bé châu Phi này cũng từng được chú ý khi có thể giao tiếp bằng tiếng Việt khá trôi chảy với Quang Linh Vlog, thậm chí cậu bé còn có thể hát được một số bài hát thiếu nhi của Việt Nam như Con cò bé bé, Bà ơi bà. Trong các màn đẩy thuyền Quang Linh Vlog với hoa hậu Thùy Tiên, cộng đồng mạng cũng không quên ghép thêm hình ảnh của Shep Boy châu Phi vào. Điều này thể hiện sự yêu mến mà người dùng mạng Việt Nam dành cho cậu bé châu Phi này. Mặc dù gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhưng em bé châu Phi Lôi con luôn thể hiện sự hài hước đáng yêu đốn tim người xem. Hy vọng với sự giúp đỡ của team Quang Linh Vlog, Lôi con sẽ có một môi trường giáo dục tốt hơn để phát triển năng khiếu của bản thân. Có thể nói không những hài hước và ngoan ngoãn, Shep Boy châu Phi còn vô cùng hấp dẫn khi liên tục được hoa hậu hòa bình quốc tế và chàng trai vàng có tấm lòng nhân ái trao nụ hôn lên má. Sự ngây ngô đáng yêu của cậu bé luôn thu hút sự quan tâm của nhiều người bởi nó truyền đến năng lượng tích cực yêu đời. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.